Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Zucophany nha. Ngày hôm nay mình làm clip này về vấn đề dạo này trên TikTok á. Mình xem mình thấy khá nhiều mọi người nói là nào là cày thuê với combo là Cafeny Helen. Thì hôm nay mình cũng sẽ tái hiện lại cái combo đấy ở bậc danh chiến tướng cho mọi người nhé. Thì mọi người thấy lúc đầu là mình có mua giày và sau đó là mình bán đi nhưng mà vẫn còn 300 vàng nha. Thì đây là một cái mẹo khá là đơn giản, mọi người chỉ cần bán đồ trước giây 20 là được, mọi người sẽ nhận được 100% vàng nhé. Và mua cái mảnh chí mạng thì nếu các bạn đánh nhau đầu game thì nó cũng khỏe hơn được chút đó. Thường thì với cặp này thì mình hay lên cấu mó AD team bạn và bắt đầu là băng trụ từ level 1 cơ. Nhưng mà ván này mình thì cũng không thấy AD bạn đâu, nên là mid lên cover nữa lên là thôi, cứ đánh từ từ thôi mọi người ạ. Zone thì đầu trận không có khỏe đâu, mọi người cứ tự tin đánh nhá. Mọi người khéo khéo lách được cái nội tại của Zone thì cũng sẽ không mất được bao nhiêu máu đâu, mọi người thấy không? Chưa gì đã mất tốc biến rồi. Bây giờ mất tốc biến mình chỉ cần đẩy lanh nhanh đợt lính này vào băng trụ thôi. Đấy, mịt là một pha combo quá tốt luôn. Mình là tốc biến lên thêm sát thương vào là được thôi, lụm ngay chén cơm đầu. Đi với Helen thì mọi người để ý nhá, thật sự là không cần về nhiều đâu bởi vì mức độ hồi phục của Helen là rất cao nên là mọi người ở lên khoảng một đàn lính hơn là mọi người đầy lại cây máu mình có thể ép đợt lính liên tục vào trụ bạn để có thể deny kinh nghiệm nhiều hơn. Pha này là mình thấy bớt được sẵn ba nội tại nên mình sẽ cố gắng mình đứng đấy để câu cho Vez nhảy vào combo nhá. Bây giờ là mình chỉ cần ulti câu máu bớt nhảy vào Vez hết thôi. Mình có thể thấy là mình trụ lên liên tục và chưa một lần biến về nào nhá. Mặc dù là đánh nhau đến mức thấp máu nhất có thể thì cũng một phần là do chất tướng Helen, một phần là cách mình cầm phù hiệu của mình nữa. Tăng phần trăm bút máu của Helen lên thì ngọc và phù hiệu thì mình sẽ để ở cuối clip cho mọi người xem nhé. Và dạo này thì mình cũng có nhận cày thuê, cày top tướng, cải thiện rank cho anh em là các thể loại luôn nha. Nên mà mọi người ai có nhu cầu thì chỉ cần liên hệ mình ở các mạng xã hội phần mô tả nhé.
Your team has destroyed a tower. Iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Victory!